Yo, hello, what's up cho anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó mọi người nha. Chào anh em game hẹn tại chiến đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video, trước anh em xem video, về đầu video anh em xem like và một subscriber ủng channel phát triển cho anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn code quà vui chơi sự kiện mới nha. Phát hành anh em và có đôi chút thông tin về từ mới. Nói chung nhập code hốc quầy hàng nông dân là chính anh em đó, nhập code từ hàng nông dân này và sau đó có thông tin, đôi chút thông tin từ mới. Thế như các bạn biết rồi, hôm qua thì phải nói đúng hôm qua video này lên buổi sáng mà gọi là hôm qua được anh em. Nói chung thì chúng ta mới lên thêm sự kiện mới, đó sự kiện dự đoán tương mới. Và theo rất nhiều bạn dự đoán voucher thì chắc chắn ai hôm đó là xong sẽ ẩn. Thế nhưng mà tối nay có một số thông tin mới đưa ra là Luffy Wallow. Cái này thì tất nhiên tôi nghĩ không biết là cảm tính hay không, nhưng mà thấy một số nhóm lớn và một số diễn đàn lớn vẫn đang nói là sẽ ra Luffy Wallow. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn đang nghĩ đến Ulu hơn anh em. À, quên nộn Luffy, quên Sanji hơn anh em vẫn vote Sanji. Thì đây chơi trên Sanji nộn nữa, xem nào. Đây anh em, đây. Thế à, tại mới chơi game không biết dự đoán sai. Một kiến Yamato như thế. Thật ra mình nghĩ cái dự đoán này nói là dự đoán nhưng mà chắc chỉ có cho vui thôi. Mình nghĩ nhà phát hành sẽ dựa theo phiếu bầu mà cho ra tướng mới. Nếu bây giờ mọi người bình chọn Luffy nhiều thì họ sẽ ra cho hơn, thì họ sẽ cho Luffy. Nhưng nếu dự đoán này chỉ mang tính chất thôi ý kiến này. Nói chung để biết là như ở đây đấy, tôi thấy mấy anh em nhắn tin bảo anh ơi khả năng cái anh chán thật sự. Nên tôi chả biết nào nhỉ, nhưng mà nói chung thì thấy mấy anh em gửi qua bảo là anh ơi khả năng ra Luffy đấy. Thì thấy không biết là ý kiến anh em nào. Các bạn nghĩ vị tướng lên mới là ai? Tướng X sẽ chờ đón các thuyền trưởng hay tỉnh táo lên. Đây. Nói chung là dữ liệu cho chả có bao nhiêu nên là chả biết nào. Ra sàn, nói chung ra tướng nào với tôi cũng được anh em, vui là được rồi. Có tướng mới là vui rồi. Đây. Liên tục đến ngoài đây. Luffy 100% này. Đó. Đây Luffy rồi anh em ơi, đây. Còn có cái trái tim đây nữa à. Cái xe này của Luffy cơ, từ để xem lại anh em. Thế thì nói như anh em đây, phần thưởng dành cho ALL server nhớ nên mọi người cân nhắc cùng nhau dự đoán nha. Một hình trái tim đây anh em, trái tim này thì là Nami à, không chuẩn các bạn ạ. Nói chung là dữ liệu này hơi mập mờ, các bạn nghĩ sao bị tướng mới hay biết yếm các bạn ở phần comment nhé. Ôi chả bè chính anh em về nhập cốt của sự kiện thôi. Cá nhân tôi hiện tại cũng hơi hoang mang, chả biết ra tướng nào nữa các bạn. Thôi cứ vote anh ba thì tính sau, nhà phát hành quay cũng quay xe nhanh thôi rồi. Ok các bạn, đây con mới đây. Ủa nhập rồi à? Thế thôi, nhập rồi thôi anh em. Đầu tiên đi quay su 27k kim cương. Thật sự xem mới tiêu này thì thật sự hơi lãng phí, nhưng anh em như con hàng này tôi chơi cũng chỉ để vui thôi anh em nên là không sao cả các bạn, chúng ta tiêu được. Cắn răng cắn cỏ tiêu được. 2 lần được 400 xu nữa. Đây là chúng ta có nhiều 976. Ây da. Úi dồi, giờ tôi nhớ ra rồi. Thế mà lại quay được quả kích hoạt vé tay. Mình phát đoạt một phí một vé thành tay rồi anh em, lại phí mất 20k kim cương cho con nạc này rồi. Vẫn phải đợi level 80 thật các bạn. Nóng vội mất luôn một vé thành tay, chả được cái gì. 57 thùng bia đập chơi vậy. Quá buồn. Yeah, nhưng mà nghĩ sao nhỉ, ra Luffy nghe vẫn vui nhá. Ừ, nói vậy thôi anh em, nhưng mà cảm giác cũng hóng thật anh em. Nếu mà ra được Luffy Muzer thì Luffy Wallow thì quá tuyệt vời các bạn, thật sự luôn.
Cá nhân tôi cũng rất là mong chờ. Nhưng việc ra đời không thì tất nhiên vẫn là nhà phát hành quyết định thôi. Nhưng chúng ta vẫn chỉ đứng nhìn thôi, anh em chúng chẳng làm gì được. Ok. Lễ hội One Piece. Đây thì tên lượt nữa luôn anh em. Rồi, 7 năm cục thịt. Kiếm ít thấy em ít tài nguyên chơi chơi các bạn. Đủ là đánh boss không? Du 2 lượt đi đùa đâu anh em? Ok, rơm kim cương nè. Một ca đừng thêm một ca kim cương anh em cũng được. Rồi, việc chính. Việc chính tôi có ít việc làm anh em, quay nâng cấp thêm tí nữa. Nói chung nên quanh tháng này thì hiện tại chưa lại có cốt mới anh em nhé, chưa lại có đen tuần mới lên rồi nên cái có đen nó nhập thôi bỏ đi anh em, chưa lại có đen mới cập nhật anh em sau. Chúng ta sẽ ghé vô lễ hội One Piece trong đây đổi anh em. Tôi vừa phát hiện đây có khá nhiều búa và tôi đổi khá khá được đây anh em. Ok, 2k búa. Và làm phát đập cho nó đẳng cấp rồi. Đẳng cấp đâu chứ thấy ui rồi. Chopper này. Anh em. Bao nhiêu? Không có nhiệm vụ nào ăn được nữa anh em. Ok, chúng ta sẽ ghé qua làm tí boss thằng thú anh em. Bên đoàn hỗ trợ này đánh được này. Tấn công 3 triệu điểm chiến hay 30 triệu, 30 triệu điểm chiến anh em. Xem hỗ trợ bên này cũng bén gớm nhờ. Đó. Chopper này là bộ tốc nhưng mà nghe cũng chẳng thua anh em. Chả biết nói hên hay đen nhưng mà nói chung Chopper tôi nên là bộ tốc rồi. Nói chung thì đến đâu đến. Dù sao video này tập trung nói về vụ thủ tướng mới anh em, tôi nghĩ kiểu gì rồi cũng ra hết thôi. Vấn đề sớm hay muộn chẳng qua bây giờ thứ tự ra như nào thôi anh em. Ra lù này tầm này nhưng mà quan trọng ra sức mạnh của cu lù đến đâu anh em, skin như thế nào. Chứ về ra tướng trước tướng sau để đánh được tướng trước thì cũng đang theo off meta thì cũng khó nói các bạn. Nó thắng các anh em đó. Mới bữa nào chúng ta còn chơi cái meta Kunu đánh ké anh em, cái tem đánh ké từng là cái tem điện thoại, giờ cái tem thì nó gần như mai một dần anh em. Ok, từng được ít cỏ các bạn có anh em. Ồ vẫn top 2 ạ, càng thế. Đâu nhỉ? Còn đây nữa anh em. Rồi, làm phát nữa các bạn. Có một chưa? Một rồi anh em. Bên đấu sĩ này Yamato nên nên được thêm tí nước chiến rồi. Liệu có ok hay không nhỉ? Cho ra trận coi anh em. Lại phải đợi 15 giây ạ. Chị đẹp Yamato ra trận xem vụt có hơn không. Vụt là chị ơi, hay quá. Sanji Jinbe, 1k cỏ à. Rồi, xém xíu nước chiến các bạn, khoan thua. Ôi thì cũng một top 7 cũng được rồi. Đá bánh này tao nhớ tao đánh rồi anh em. Album thì xong rồi. Ừ nha, album nếu bao giờ mà album 10 nhờ. Quên đoạn album 11 anh em. Album thì cũng xong rồi. Đấy, sao bao ngày cái cốt thì không xong album. Tuần này có mở đấu trường Corinda đúng nhỉ? Ông lịch trình tuần này mở đấu trường Corinda đúng rồi anh em, 12 tiếng nữa này. Ok, lại chuẩn bị vào chiến đấu trường Corinda thôi anh em. Mùa này là có rách hắn ra trận đây anh em. Đây, vừa đi lại hết hơi 10 cụ được chiến. À đúng rồi, quên có một cái kèo nữa mấy anh em, mà tôi cho tem nhiều được chiến nhất tôi vào xem được bao nhiêu rồi xem nào. Zoro này. Hai rồi. Ok, Rairo. Chít, BG. Rồi ok các bạn, tôi cũng nhớ sương sương được những con tướng
cùng của mình rồi. Ok, check xem nào, xem tem nhược chiến nhiều nhất của mình bây giờ là bao nhiêu nào. Zyro này, Kid BG này, Kaido này, King 48 rồi. Ô, cho thêm Uta vào mà cũng lên được 48 luôn à, ghê vậy. Cháu nào vào mà lên được 49 không? 48 thôi anh em, 48 hơn xíu rồi bạn. Đấy, tổng team tôi đây anh em, tổng team đỉnh nhất đấy, 48 muốn trừ gần 49, anh em bao nhiêu comment coi. Ơi, video sáng nay cập nhật qua tình quảng cáo vui chơi thôi anh em, clip kết thúc đây nhé, bye bye mọi người.